mình nhanh tay liên hệ đặt phòng sớm để có giá tốt nhất từ em nha. Vơi rất là xịn nha. Có những cái cầu nhỏ mini bắt qua nữa ha. Mình rất là thiên nhiên luôn. Chào cô chú chị các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho em kính chúc cô chú chị các bạn trong và ngoài nước có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nha, và nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Và buổi chiều hôm nay em kính mời cô chú chị các bạn cùng theo chân em để đi tham quan và khám phá review một bungalow nằm ở khu vực ấp Cửa Lắc, xã Yên Tơ của thành phố Phú Quốc nha cô chú. Hiện tại thì em đang có mặt tại Fairway Sang, một cái bung khá là đẹp, bung mà có hồ bơi ở khu vực phía ngoài trời luôn cô chú. Đường đi ở khu vực phía đây thì xe ô tô từ 5 đến 16, chỗ thì chạy vào rất là thoải mái nha. Đây khu vực này, ở đây thì có xe điện cô chú, có xe điện của chủ du khách tham quan ha. Rồi xe ở đây, phía đây là khu vực bãi đậu xe, bắt chim bãi đậu xe mình cho khách nha. Đường đi thì rất là dễ tìm nha cô chú nha. Cô chú chị các bạn nhanh tay liên hệ phòng sớm để có giá tốt nhất từ em nha. Qua số điện thoại của em là 0944 633 911, hoặc Viber 0987777433, gọi là không dẫn xe nha cô chú. Cùng lâu ở đây thì có hồ bơi ngoài trời, có nhà mát, ở đây là khu vực phía sảnh chính cũng như là lễ tân của cô chú nha. Sảnh chính, lễ tân, ở tầng trên là những cái căn phòng để cho khách mình thuê cô chú. Ở đây thì có tất cả là 30 căn phòng cho thuê nha cô chú nha. Ở tầng trên, ở chặng giữa là trung tâm, là khu vực phía hồ bơi ngoài trời dành cho khách để ra tắm thư giãn vào buổi sáng, buổi chiều của cô chú. Ở đây thì phòng thì giá cả bình dân. Đây, những căn phòng được thiết kế bằng gỗ ở khu vực phía trên ha. Ở đây thì khách rất là thích luôn nha cô chú nha. Ở đây thì có tất cả là 30 phòng, 30 bung á cô chú. Ở đây là khu vực phía nhà mát. Ở đây là khu vực phía nhà mát ha. Ở đây có bố trí bằng ghế, ở phía trên thì trồng những hàng dây leo, hoa kiển ở phía trên đầu, rất là thiên nhiên luôn ha. Có hồ bơi. Đó. Rất là đẹp. Cô chú chị các bạn mình nhanh tay liên hệ đặt phòng sớm để có giá tốt nhất từ em nha. Ở đây thì có những cái căn phòng mình nhìn ra khu vực phía hồ bơi nè cô chú. Được thiết kế rất là đẹp ha. Ở đây hồ bơi nè, hồ bơi nước trong xanh luôn ha, rất là đẹp. Có hồ bơi dành cho trẻ nhỏ và hồ bơi dành cho người lớn luôn nha. Cô chú chị các bạn mình ở đây thì rất là yên tĩnh, mát mẻ, không khí thì trong lành lắm nha cô chú. Đó, hồ bơi rất là xịn nha. Đó, những căn phòng, những cái bung đầy đủ tiện nghi ở bên trong hết. Đường đi ở khu vực phía hai bên chẳng giữa là hồ bơi nha cô chú. Đó, ở đây thì có biểu tượng một cái xích đu. Cô chú ở phía đây trồng rất là nhiều kiển nha cô chú nha. Ở phía bên kia là của
sắp xếp hay sao ạ. Nhìn rất là đẹp nha cô chú. Ở đây thì có những cái xích đu, có xích đu để cho để cho khách ngồi thư giãn ha. Phía đây thì có những cái đường đi á cô chú, rất là đẹp luôn nè. Ở phía đây thì ở phía góc cùng ở khu vực phía cầu Bà Phong, hẻm cầu Bà Phong mình vẹo vào cô chú nha. Đây, ở phía đây thì có những cái bung gỗ rất là đẹp và chill luôn ha cô chú. Hồ bơi chắn giữa được thiết kế nhìn rất là ấn tượng ha. Ở đây thì mình có vòi sen, mình xả lại nước ngọt ha. Ở đây những cái bông hoa vậy nè. Những cái bông gỗ rất là đẹp luôn. Ở đây có những cái cây hoa kiển này kia cô chú. Những cái bông gỗ nè. Ở trên thì ở đây thì gần sân bay luôn nha. Máy bay lên xuống nghe ù nha. Ở đây những cái bông gỗ nè cô chú. Ở đây thì có những cái xích đu ở phía chẳng giữa, những cái bung gỗ ha. Khách nước ngoài thì phái thiên nhiên, phái ở chỗ như vậy cô chú. Giá thì bình dân, chỉ có vài trăm ngàn một đêm thôi. Đó cô chú. Đó. Ở đây không gian thì nó mát mẻ, yên tĩnh, dễ chịu lắm nha. Xung quanh đây thì có tất cả là 30 phòng thôi. Đó. Ở đây khách nước ngoài tắm thì rất là thích ở khu vực phía này nha. Đường đi hai bên. Ở đây có những cái căn phòng như thế này cô chú. Nhìn rất là rộng luôn ha. Đây có đường đi qua phía bên đây luôn. Đây là căn khác hay sao ha. Wow. Đó cô chú nha. Một cái chỗ nghỉ rất là đẹp ha. Một cái chỗ nghỉ ở đây hình như là hai chỗ hay sao hả tay. Chỗ nghỉ đẹp quá trời đẹp vậy ta. Đó. Chỗ này có một cái quán cà phê ở phía trên đó nha cô chú. Wow, rất là đẹp ha. Rất là thiên nhiên luôn. Ở đây có một anh cho hỏi bên mình với bản là một chủ hay sao.
cái hôm tay này của bên anh như bên đó là một chủ bên một. Hai bên là một á hả? À, đây nè nha cô chú, ở đây thì có phía đây là ấy ra là quán cà phê sao anh, một lần là quán cà phê nha. Dạ. À, cô chú ở đây từng ở trên cao, cái hôm tay này rất là rộng nha, gồm hai hồ bơi luôn cô chú nha. Nhìn ở phía trên cao nè. À. Đó. Có view quán cà phê ở trên cao. Ở đây thì có những cây sim của chú à, rất là đẹp ha. À. À, những bông sim à, được thường ta ấy rượu sim của chú, bông sim tím. Oh, khu vực này trồng rất là nhiều cây sim luôn ha. Ui, nở hoa rất là đẹp. À. Nguyên một cái khu vực này luôn. À. À, bên đây là có một cái mô hình để chứa sim, một cái ly trồng những cái cây kiểng ở đây nè cô chú nha. À, cực kỳ là đẹp luôn. Ở phía trên thì có những cái tiểu cảnh để cho khách mình đến để chụp hình ha. À, có một vầng trăng khuyết, có một mô hình trồng rất là nhiều cây kiểng ở xung quanh luôn. À. Đặc biệt ở đây là có một con thiên nga rất là to ha. À. À. Ở phía hồ bơi này có những cái xích đu được tạo hình bằng những cái chiếc lá. Hai hồ bơi luôn nha cô chú. Một hồ bơi bên đây, một hồ bơi phía bên kia. À. Này, những cái căn phòng. Những cái căn à. Đó. Những cái căn phòng được xếp được xây cất chạy dài dọc theo phía ngoài, có cái hành lang nhìn ra phía hồ bơi nha cô chú. À. Ở chặng giữa. Ở chặng giữa là hồ bơi, ở hai bên là những cái bung á. Ở phía trước thì có lavabo này kia. Đó. Ở phía trên được trồng rất là nhiều kiểng luôn á. Rất là đẹp ha. À. À, những căn phòng được làm bằng gỗ hết. Có những cái cầu thang nè. Ở phía dưới thì có những cái dòng nước, cái hồ nước trồng những cây hoa súng, hoa sen của chú nha, thả cá luôn, rất là đẹp. Có những cây cầu nhỏ mini bắc qua nữa ha. À, nhìn rất là thiên nhiên luôn. Đây khu vực. Phải nói cực kỳ là đẹp nha cô chú. À, ở phía đây thì có bàn ghế ở phía dưới á, như một cái nhà sàn với cô chú. Có cây cầu bắc qua như thế này nè. À, làm những cái tiểu cảnh ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Mỗi căn, mỗi bung thì có một cây cầu được thiết kế nhỏ bắc qua như thế này cô chú. Ở phía dưới thì có một khu vực bàn ghế để cho khách mình ngồi thư giãn. Đó. Ở đây có đường đi qua khu vực phía bên kia luôn. À. Ở đây có trồng những cây ăn trái nha.
ở phía đây thì có một cái khu vực sân trồng kiển nè. Đó, khu vực sân để mình trồng kiển cô chú. Đó. Chân giữa là hồ bơi. Đó. Ở đây chủ ấy uống để cho có những cây kiển uống theo những cái này cho có hình đó cô chú. Đó, những cái bung. Những cái bung ở đây thì có mặt, có cửa sổ nhìn ra khu vực phía hồ bơi nha. Rất là đẹp. Một cái homestay, một cái bung mà có hai hồ bơi mà giá thì bình dân nha cô chú. Giá bình dân. Hồ bơi nè. Hồ bơi rất là lớn nha. Hồ bơi dành cho trẻ nhỏ, hồ bơi dành cho người lớn. Ở thiết kế ở khu vực đây. Cái căn phòng, những cái căn phòng ha. Được thiết kế đơn sơ mộc mạc mà nó giản dị mà nó đẹp, rất là đẹp, rất là thiên nhiên luôn nha cô chú. Ở đây trồng rất là nhiều cây xanh, hoa kiển ở xung quanh đây ha. Ở đây thì được chủ chăm sóc rất là kỹ nha cô chú. Đó. Ở đây thì có xích đu trên những cái cây mít nè. Đó, có mít trái nè ha. Có những cái xích đu nhỏ nhỏ xinh xinh ở khu phía đây. Đó, một cái không gian khá là đẹp. Ở phía đây thì có một cái tiểu cảnh cô chú nha. Cái tiểu cảnh một cái mô hình trái tim ở ngay cái hồ nước nhỏ này nè. Đó. Nhìn rất là thích ha. Đó. Đó. Ở những ao nước này có cá. Có cá, có trồng những cái bông súng ở phía đây cô chú. Phía đây thì mình có khu vực phía cà phê nè. Ở đây khu vực mình ấy nha cô chú. Khu vực lễ tân. Đó, một nguyên một cái khu vực cây xanh kiển đây luôn. Nhà mát. Đó. Đó, rất là đẹp ha. Hoàn cảnh rất là thiên nhiên luôn. Cô chú anh chị và các bạn mình còn chần chờ gì nữa, nhanh tay liên hệ đặt phòng sớm để có giá tốt nhất từ em. Và số Zalo của em là 0944 633 911 hoặc Viber 0987777433 nha. Để em đặt phòng đặt tour cho cô chú anh chị và các bạn. Bên kia là những bung gỗ cô chú. Ở đây thì có phòng tiêu chuẩn dành cho 2 khách nè, 3 khách nè, 4 khách phòng gia đình luôn nha. Đó, cô chú anh chị và các bạn, những đôi bạn trẻ mà muốn trải nghiệm hãy liên hệ với em sớm để có giá tốt nhất nha. Em đặt phòng cho cô chú anh chị và các bạn mình có giá ưu đãi. Rồi, giờ video em thì cũng đã dài rồi. Cô chú anh chị và các bạn xem video em thấy hay cho em xin một like nha, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào một video sau. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha.